Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ hình ảnh về một địa điểm rất đặc biệt, đó là địa đạo Lợi Thuận, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Địa đạo Lợi Thuận thuộc địa phận ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 6 km về phía đông, phía bắc giáp sông Vàm Cỏ Đông, phía tây giáp xã Tiên Thuận, phía đông nam giáp xã An Thạnh và thị trấn huyện Gò Dầu. Địa đạo Lợi Thuận được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 1963. Trên tuyến địa đạo, cứ 30m có một công sự chiến đấu cá nhân và xen kẽ có công sự chiến đấu cho một tổ được đắp đất bằng tre gỗ kiểu hình tam giác. Hai đầu địa đạo có giao thông hào chạy ra các hướng phòng thủ chủ yếu của địa đạo. Đến tháng 9 năm 1964, tổng chiều dài của địa đạo khoảng 4 km với nhiều ụ chiến đấu và hàng ngàn mét giao thông hào. Địa đạo Lợi Thuận là một căn cứ bám trụ vững chắc, vừa là hậu cứ vừa là tiền tiêu trong chiến tranh du kích của huyện Bến Cầu. Địa đạo đã kết hợp với địa hình tác chiến liên hoàn toàn khu vực. Các lẫm rừng nguyên sinh, các hàng tre gai, tầm dông trong cụm dân cư đã tạo ra một địa hình kín đáo vững chắc cho việc xây dựng địa đạo. Nếu như địa đạo Củ Chi để trú quân, địa đạo An Thới để chiến đấu, thì địa đạo Lợi Thuận vừa là nơi trú quân, lại vừa là nơi chiến đấu, giữ vững đầu mối, cửa ngõ vào khu căn cứ rừng Nhum, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của quân và dân Bến Cầu. Chính vì những giá trị đặc biệt đó, ngày 12 tháng 10 năm 1993, Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận và xếp hạng địa đạo Lợi Thuận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Rồi mời mọi người xem video nhé.